chào quý vị, Nguyên Khang xin chào quý vị đang cùng đến với chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ được phát sóng vào lúc 19:35 mỗi thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, chương trình do Đài truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sao Đỉnh Cao thực hiện. Hôm nay thì trong cái hành trình mà chúng ta đến với những câu chuyện của người nghệ sĩ và cái khoảnh khắc mà họ chạm đến vinh quang, tỏa sáng trong sự nghiệp của mình, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một người nghệ sĩ đa năng. Và có thể nói là chị là một người mà ở lĩnh vực nào cũng được khán giả rất là yêu mến. Xin được chào đón nghệ sĩ Kiều Oanh. Chào chị. Chào em. Kiều Oanh xin được gửi đến lời chào thân thương, thân yêu, thân ái. Nói chung là cái gì thân nhất, gần nhất đến toàn thể quý vị khán giả. Và chúc cho chương trình ngày càng phát triển thành công. Cảm ơn chị, xin mời chị ngồi. Em mời em ngồi. Hôm nay đẹp quá thưa quý vị, tóc dài, áo dài. Thì trong cái hành trình mà đến với nghệ thuật, cái khoảnh khắc nào là rực rỡ nhất, sáng chói nhất trong sự nghiệp của chị? So với cái khoảnh khắc rực rỡ riêng với Kiều Oanh, mặc dù lúc đó có thể khán giả chưa biết gì nhiều về mình, nhưng mà đối với bản thân Oanh thì Oanh nghĩ là đó là rực rỡ nhất, là cái giai đoạn mà Oanh còn ngồi dưới ghế nhà trường. Không biết không, lúc đó là chị vừa năm thứ tư, tức là năm sắp ra trường. Mình tham gia một cái liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc hơn 100+ đoàn, mình lại đoạt được 2 giải, tức là một cái huy chương vàng của sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 95, và thêm một cái giải nữa mà Oanh cho đó là một cái niềm vui vô cùng trong cái hành trang làm sự nghiệp của mình, đó là diễn viên tài sắc trên sân khấu do tạp chí Hội Việt Nam trao tặng. Thì rõ ràng là có thể lúc đó khán giả chưa có biết, nhưng bản thân mình đã thấy quá rực rỡ. Nhưng mà em thấy là chị là lúc đầu là được khán giả biết đến với nhiều vai diễn cải lương trước khi mà chị bắt đầu qua sân khấu kịch nói rồi hài kịch. Cũng là một cái lạ, tức là trong cái đời nghệ thuật của Oanh nó nhiều cái lạ lắm. Tại sao em Khang lại nói là chị Kiều Oanh này được biết đến cải lương trước? Là bởi vì nó nằm trong một cái phim. Oanh lại tham gia được một cái phim Đất Phương Nam mà hầu như là bây giờ khán giả lớn vừa hay trẻ đều biết, bởi vì phim đó nó được cái lòng thương của quý vị khán giả, cho nên mỗi năm đều chiếu lại, là một cái phim kinh điển rồi. Vai trong đó lại là vai một cô đào hát, cho nên là lúc đó phim chiếu ra thì Oanh được khán giả rất là yêu thương và ủng hộ. Bắt đầu Oanh lại được một cái sự yêu thương về lĩnh vực cải lương. Tặng em câu đi. Trời ơi, lâu quá, ghiền quá. Thưa quý vị, mấy khi gặp chị Kiều Oanh mà hồi xưa đến bây giờ là cũng không thay đổi gì nhiều. Chị không biết là bây giờ làng hơi cải lương giờ có khác gì ngày xưa không? Có lẽ cái độ sâu lắng hay là mình xử lý trong cách ca nó sẽ khác hơn ngày xưa. Quanh xin được hát một câu thôi, trong một cái trích đoạn là Tây Thi. Cái đoạn đó thì Ngô Phụ Sai lên giọng cổ, cho nên Quanh xin được hát trong cái lòng câu thôi. Thì cái đoạn là ổng bị trọng thương về rồi, ổng hát trước. Thì cái đoạn sau là chỉ là dẫu cho hằng nga không luyến tình hậu nghề, thì vẫn còn với nhau chút kỷ niệm hôm nào. Kỷ niệm xưa vẫn còn ẩn hiện trong lòng, ngày xuống thuyền rời xa cô quốc, Tây Thi buồn, Tây Thi ghét quân Dương. Rồi một ngày, hai ngày được ân cần chăm sóc, bỗng nhiên con tim có nhiều điều đổi thay, cả tâm tư chìm trong nhung nhớ, Tây Thi đã yêu không biết từ bao giờ. Đã. Hay quá trời ơi. Thế thì bắt đầu từ cái sân khấu kịch nói thì khán giả lại thấy Kiều Oanh thành công và chạy show rất nhiều ở những cái tụ điểm với những cái vai diễn hài. Nhưng mà cho đến tận bây giờ thì chị thấy là cái nơi nào là chị thích nhất? Nếu mà nói về cho chị cuộc sống kinh tế thoải mái hơn thì rõ ràng là ở sân khấu hài kịch, nơi mà mình rất là thoải mái, tức là mình vừa biểu diễn phục vụ cho tâm lý của mình mà còn cho khán giả nữa, tức là mình không có u buồn u uất, mình cũng không phải ghê gớm vì để phải nuôi tâm lý, để phải đó, miễn là làm sao đem đến tiếng cười cho quý vị thôi. Nhưng ở chính kịch thì nó có một cái sự chui rèn cho nghệ sĩ. Ở nơi đó mình sẽ trưởng thành hơn trong diễn xuất, mình sẽ học được rất nhiều. Là giống như ngày trước Kiều Oanh đã từng làm một đêm Oanh phải diễn kịch dài. Mặc dù hài kịch kiếm tiền rất là nhiều nhưng mà chị vẫn hy sinh là chị diễn một cái chính kịch đàng hoàng đâu đó, chị mới còn thời gian lẻ mới chạy đi tấu hài để kiếm sống thêm. Ở đây nói chị thích chỗ nào là chị không, mà là chị thích hết. Bởi vì phải thích hết và phải làm được hết, phải hy sinh cái này
lấy cái kia thì mới có được một Kiều Oanh ngày hôm nay. Chứ nếu chị thích hài không hoàn toàn thì chị sẽ không động lại khán giả những cái vai bi. Và nếu chị hoàn toàn hài không, chị không hát họ cải lương gì hết thì người ta sẽ không ô, không hề biết tới Kiều Oanh là một dân chính quy của cải lương. Cho nên như vậy mà chị được nhiều người yêu thương, cải lương cũng thương, kịch cũng thương, hài cũng thương. Do đó mình rất là lợi. Đó, nếu để chị chọn lựa thì chị không chọn lựa cái nào hết. Mà ở đó là một cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Trong cái câu chuyện về cái kỷ niệm làm nghề thì có một cái kỷ niệm nào mà đến bây giờ chị nhớ nhất mà nó đã thay đổi suy nghĩ, nhận thức cũng như là con người của chị không? Đó là ngày mà lãnh cái giải huy chương vàng. Thì ngày đó chị nhận tin được mẹ chị tắt thở. Trước đó đó là mẹ chị muốn đi coi chị hát. Thì lúc đó yếu lắm, đi không có nổi. Nhưng mà chị nghĩ chắc cũng bình thường, sẽ cấp cứu, sẽ vô nước biển rồi. Nhưng khi ra lãnh cái bằng khen thì chị mới điện thoại nói vú mất rồi, giờ chuẩn bị xe đưa về quê. Chị gọi mẹ lại bà vú. Lúc đó còn trẻ lắm khen. Khi nhắc lại chuyện đó thành ra đối với chị, chuyện được mất hay là vinh quang hay không chị không có quan trọng. Chị chỉ mong là được làm nghề, được sống với nghề cho đến lúc mình không còn trên thế gian này nữa. Chính vì vô tư như vậy mà chị mới giữ được ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà ngồi với nghệ sĩ Kiều Oanh thì thật sự là bản thân Nguyên Khang thấy làm khó chị quá. Tại vì làm luôn luôn để cho chị có một cái năng lượng rất là vui vẻ để chia sẻ. Nhưng cũng có những lúc là lắng động. Thế thì bây giờ thể theo yêu cầu của hơn mấy triệu khán giả họ đang theo dõi cuộc trò chuyện của mình đó chị. Thì họ nói là nãy giờ thì cải lương cũng hát rồi. Rồi nói chung là cái nào chị cũng có rồi, chỉ có là vẫn thích những chích đoạn hài hài nhẹ nhàng của chị. Chắc là câu nói đây. Câu nói thì mình lúc đó trong cái vở Chồng Chúa Vợ Tôi thì mình còn nhớ cái con anh Kiều Linh mà đã mất rồi, cố nghệ sĩ Kiều Linh. Thì lúc đó ảnh là một ông già mà rước một cô bé gái trẻ qua làm vợ. Thì ổng rất nhiều bệnh trong người. Thì mỗi lần hầu hạ ăn uống các thứ đó chị còn nhớ là: "Trời ơi, bà có biết tôi bị tiểu đường hay không?" Mình là đem cho ổng uống nước ngọt. "Ồ, vậy hả? Em đâu biết đâu. Em cứ hàng kia kiến nó bu quá trời." Tại vì một diễn hài thì phải có 2-3 người, chứ còn một người khó lắm. Cho nên một số câu điển hình như vậy thôi. Được rồi, cảm ơn chị. Bây giờ quay trở lại với câu chuyện để kép vào cái phần trò chuyện này. Ai mà có một cái sức nặng giúp cho chị có thể thành công hoặc cũng dạy dỗ một nghệ sĩ Kiều Oanh để trưởng thành như em bây giờ? Nếu mà nói ảnh hưởng nhất của Kiều Oanh thì vẫn là mẹ. Vì ngày xưa đó em biết là ở dưới quê mà nói đi học nghệ thuật thì thật ra không có ai cho đi hết. Nhưng mà khi nói mẹ ơi, chú ơi, con muốn học nghệ thuật thì hoàn toàn không có một chút gì phản ứng. Mà chị nói như thế này là: "Con ơi, chú thì không có nhiều tiền hay giàu có như những bà mẹ khác để cho con những cái vật chất đi vào đời. Nhưng chú chỉ có là sự chân thật và làm gì thì làm hết mình. Dù cho ai có đối xử với mình như thế nào thì con đừng bao giờ dùng cái đó đối lại, mà con hãy lấy sự vị tha của mình, sự nhẫn nhịn của mình, rồi thời gian sau người ta hiểu, người ta sẽ thương mình hơn. Điều đó sẽ giúp con trưởng thành và sẽ cho con bớt gian nan hơn." Cái điều này cũng khá là đáng quý. Em nghĩ là những cái kim chỉ nam mà mẹ chị dặn nó giúp cho chúng ta có thể sống được với nghề. Tại vì nghệ sĩ thì chỉ có hào quang nhất định, nhưng cái nhân cách của họ mới chính là cái điều lâu dài để giúp cho họ sống được với nghề. Trước khi khép lại thì chị có muốn nói điều gì với quý vị khán giả theo dõi cuộc trò chuyện của chúng ta không? Oanh rất là cảm ơn chương trình đã cho Oanh có những cái khoảnh khắc thật sự rực rỡ, và rất cảm ơn Khang đã có những cái câu hỏi mà rất là hay để Oanh có dịp nhắc lại người mẹ quá cố mà Oanh rất là ấn tượng và rất yêu thương. Và một lần nữa, chị ân nhân trong cuộc đời Oanh mà Oanh không bao giờ quên được đó là khán giả. Một lần nữa xin Oanh cúi đầu cảm ơn quý vị thật là nhiều. Vâng, thay mặt cho chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ, xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Oanh đã đến với chương trình này. Mến chúc chị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn vui tươi. Cảm ơn. Cảm ơn chị đã đến với chúng tôi ạ. Cảm ơn Khang nhiều. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và đừng quên, chúng ta sẽ hẹn với nhau vào lúc 19:35 mỗi thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sao Đỉnh Cao thực hiện. Một lần nữa, nghệ sĩ Kiều Oanh và Nguyên Khang mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Có lẽ là mọi người cứ nghĩ là mình sẽ đóng những cái vai dạng như là mạnh mẽ, vai phản diện.
Nhưng mà thực sự thì khán giả cũng không nghĩ là Dũng sẽ đóng được những cái vai mà phải nói là nó thuộc loại là bi của bi kịch. Thì nó có vẻ là hơi thử thách hơn so với anh đúng không? Nó hoàn toàn là thử thách.